Để anh đọc cho chú nghe. Vâng. Lúc trẻ thì có vợ có chồng. Ai chẳng. Nay lên đến chức làm ông thì lại vắng bà. Hay quá. Con thì công tác ở xa mà bà đi trông cháu ông ra ở mình. Thật là chẳng phải thất tình mà sao lắm lúc thấy mình bơ vơ. Đúng rồi. Buồn buồn thơ bà ơi có biết từng giờ tôi mong. Cơm tối tôi đã nấu xong dọn lên mà thấy trong lòng nhớ ai. Có bà thì bát một bát hai mà vắng bà cơm chẳng buồn nhai chút nào. Đêm nằm thì nghe gió lao sao mà mưa rơi giả dích ve gào xa xa. Tưởng rằng mai mốt về già xa con nhớ cháu có bà cạnh ông. Ai ngờ nhà lại trống không, bà đi trông cháu để ông ở nhà. Quanh ra quẩn lại chó gà, cơm nấu một bữa thì ghế ba bốn lần. Đêm nằm thì cũng tủi thân, ngoảnh ra chỉ thấy những sân cùng nhà. Đàn ông mà vắng các bà thì như cây thiếu nước như nhà bỏ không. Chiều tà ra ngõ ngóng trông, sau nay thứ bảy mà lại không thấy người. Thôi thì chẳng sợ người cười, tôi kiếm bà nữa lấy người chăm ông. Hỏi rằng có được hay không, hay là tôi cứ phải trông đợi bà.